Hello, xin chào các bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ vừa đi bổ củi và trong lúc đó thì mình sẽ đi xếp hạng tất cả những con pet. Bởi vì là có nhiều bạn mới chơi thì cũng mong muốn là mình làm cái video như thế này. Thì nhân tiện là mình cũng chơi cái series đua top này cũng được khá các bạn ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là ngày thứ 16 nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái trải nghiệm của mình. Ok, nếu như các bạn nào mà thấy cần bổ sung thêm thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì mình có âm ký lân 6 sao. Tuy nhiên, top 1 về sức mạnh thì mình vẫn thấy đó chính là ứng long là khủng khiếp các bạn ạ. Nói về cái độ hiệu quả của em nó thì cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Bởi vì là chỉ với một cạp của em nó thôi, khi mà mình nâng cấp lên là 94 cái. Đấy, nâng cấp lên 3 sao thôi là các bạn có thể nhìn thấy là cái sát thương kỹ năng gây ra một phát cạp là 550% công của nhân vật chính. Tất nhiên là nó 5 hiệp nó mới dùng kỹ năng một lần. Tuy nhiên cái khả năng dồn sát thương một cục như thế, nó sẽ khiến cho kẻ địch là không thể nào mà hồi máu được. Đấy, các bạn hiểu không? Và đặc biệt nếu như mà kẻ địch dính băng phong ngàn dặm là cái thần thông này các bạn này. Đây, băng phong ngàn dặm này các bạn nhé. Thì kẻ địch nó sẽ bị đóng băng luôn, đóng băng tất cả những cái hiệu ứng hồi sinh của tinh quái, kể cả là phù tang. Và cái viễn cảnh đặt ra đó chính là một phát băng phong ngàn dặm, tất cả phù tang tinh quái bị đóng băng. Sau đó là một cạp của ứng long là hợp lý luôn. Và đối với em ứng long này thì mình thấy chơi phái né là ô hợp lý, vách trưởng các bạn ơi. Lý do là bởi vì phái né nó có khả năng né được sát thương, thì nó né được đến hiệp 5 các bạn ạ. Đến hiệp 5 rất là dễ dàng để cho ứng long có thể cạp một phát nha các bạn. Tuyệt vời phết đấy. Tiếp theo nữa, top 2 mà mình thấy các bạn chơi rất nhiều, nó không phải là một em pet đỏ hay là một em pet cam các bạn ạ. Nó lại là một em pet lam, đó chính là em ong già. Đây, em này nha các bạn. Em này các bạn đi chơi, đặc biệt là các bạn nào mà cánh chay ấy, bởi vì là rất dễ để nâng cấp. Mà khi nâng cấp được lên thì cái phần này các bạn nhìn thấy HP công thủ ạ, là nó có thể nâng lên tận 100%, 90% ấy. Đấy, mình nhớ không nhầm là 98 hay 96% gì đó. Thì các bạn có thể thấy là sát thương đánh tay của mình, của nhân vật ấy, gây ra sẽ rất lớn. Ở đây thì em ứng long mình nâng khó hơn, thế cho nên là nó chỉ nâng lên 42% ở thời điểm hiện tại thôi. Nhưng nếu như mà cùng với lúc đó các bạn nào mà chơi với ong già thì chắc bây giờ mắc sao rồi. Và mắc sao thì chắc chắn là cái phần trăm đây cộng lên nó khoảng 90 mấy phần trăm. Thì tất cả những cái chỉ số của mình tự nhiên là mạnh lên, đánh tay rất đau các bạn nha. Đó, đấy là em thứ hai mình thấy các bạn chơi rất nhiều. Ở top 3 đó chính là em thanh long các bạn nhé. Thì có lẽ đây là một trong những em pet đỏ mà các bạn lựa chọn nhiều nhất. Lý do bởi vì là em này nó giống như phiên bản cao cấp hơn của em ong già các bạn ạ. Đây, hiệp nào thì cũng đánh, gây 60% công ở level sao đầu tiên, nhưng các bạn chưa có sao nào. Khi mà nâng sao được lên thì chắc chắn là sức sát thương nó gây ra sẽ khủng khiếp hơn. Với cả là gì, nó sẽ có tăng thêm 10% bạo kích. Mà bạo kích cũng là một trong những môn phái mà các bạn chơi rất nhiều, liên kích với bạo kích kết hợp với cả thanh long nữa. Thì các bạn đi dị thú xâm lược hay là bất kỳ những hoạt động nào đó, nó đều rất là dễ dàng các bạn nhé. Tuy nhiên có một điều lưu ý đó chính là nếu như nạp tầm 2-3 củ đổ lại ấy, thì thôi tốt nhất là không nên chơi pet đỏ. Đây, mình cũng dính một cái bài học xương máu rồi. Đấy, mình nạp 5 củ đúng không? Tổng cộng từ đầu đến giờ, tức là ở giai đoạn đầu mấy ngày đầu mình nạp 5 củ, nhưng về sau thì mình không nạp nữa. Kiểu như vậy. Thì mình chơi em kỳ lân nhưng mà thấy không ăn thua các bạn ạ. Không ổn. Thì mình đã chuyển sang chơi ứng long. Nếu như mà chơi pet đỏ ấy, nó còn liên quan đến cả cái việc nặn hồn nữa. Cái hoa nặn hồn này các bạn nhìn này. Đấy, nặn hồn pet đỏ thì là hoa đỏ nha. Nhưng mà nặn hồn pet cam thì nặn đây, bông hoa này nó chỉ là pet cam nên nó dễ kiếm hơn. Kiểu là như thế. Ok, để kiếm được cái đấy thì ở trong phần yêu vực man hoang này mình sẽ nói ở trong một cái video khác nha. Còn lại bốn em kỳ lân, bạch hổ, chu tước cũng như là huyền vũ thì sao? Đấy, các bạn thấy là nó cũng rất là khó để build được mạnh. Những bạn nào tốt thì các bạn ấy build thôi, nạp tiền tấn thì mới build thôi. Nhưng mà về cái độ ưa chuộng của mấy em này nó gọi là ngang ngang nhau, xem xem. Các bạn nào chơi liên bạo, chơi hổ này, chơi choáng này, chơi chu tước này, chơi né các kiểu, có thể là chơi thêm huyền vũ bởi vì nó có khả năng hồi máu này. Và thêm vào đấy nữa là kỳ lân để chơi né đấy các bạn ơi. Còn những con pet cam khác thì sao? Nếu như đã chơi pet cam rồi thì các bạn nên chơi ứng long cho mình. Còn lại mình thấy là tất cả những em niên này, vu chi kỳ, loan điểu kế, mông toan nghê, kiểu vĩ hồ thì đều không hiệu quả các bạn ạ. Đặc biệt nói đến pet tím thì thôi bỏ qua luôn, bởi vì là chơi lâu dài chả ai chơi pet tím cả. Nếu như chơi giai đoạn đầu thì các bạn ấy lại chơi ong già rồi đấy. Thành ra là tuy ở trong này có rất là nhiều pet luôn các bạn ạ, nhưng mình chỉ đánh giá top 3 pet được ưa chuộng nhất như vậy thôi. Thì các bạn thấy như thế nào nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Còn hẹn gặp lại các bạn ở video cái chay đua top 17 giờ chiều nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.